Bài này chúng ta sẽ cùng nhau học cách cắt ghép mặt đứng bên Photoshop. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đổ màu cho những phần đế và những phần cần màu đen như tường. Các bạn chọn công cụ tự sơn. Sau đó màu trên này, chúng ta có thể chọn về màu đen. Ok, xác nhận. Bạn đứng trên layer trên. Tôi sẽ dội màu vào phần đế này cho khỏe hơn. Các bạn chỉ cần chọn và chọn phần tường. Các bạn chú ý rằng phần mũi tên nhỏ chúng ta chọn đúng vùng nào thì đối tượng chúng ta đã dội sơn trúng vùng đó. Các bạn nhấn Alt Tab và bánh xe xoay lớn lên. Chúng ta chọn vào đây. Và những vị trí này nữa. Lần lượt làm hết. Nếu muốn đậm, các bạn có thể chọn hai lần. Tức là chúng ta đã dội sơn hai lần vào đây. Nhưng lưu ý rằng các bạn hãy đứng đúng layer. Và các bạn nhấn phím Alt Tab. Bánh xe trỏ chuột, chúng ta zoom lại. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau ghép bầu trời và núi vào. Các bạn nhấn V trên bàn phím hoặc về biểu tượng này. Chúng ta qua tab thứ hai. Tôi kéo bầu trời vào. Và thả vị trí này. Đương nhiên, chúng ta sẽ cho vị trí layer này xuống dưới này. Các bạn cho xuống dưới layer 1. Các bạn nhấn cần chân T trên bàn phím. Các bạn chuột phải. Và cho nó đối xứng qua trục đứng của màn hình. Tiếp theo các bạn giữ Shift, kéo đối tượng này lớn lên. Chúng ta có thể di chuyển vị trí ra ngoài này, bởi vì tôi muốn phần bầu trời, mặt trời sẽ ở đây, phần chói sáng ở đây. Các bạn kéo các vị trí. Và điều chú ý tiếp theo, đường chân trời chúng ta sẽ trùng vào vị trí này. Các bạn có thể kéo biến dạng một chút cũng không sao. Sau đó các bạn Enter trên bàn phím để xác nhận. Sau khi làm xong điều này, các bạn nhấn Ctrl A. Chúng ta vào phần Image. Chọn Group để nó xóa đi những vùng ảnh bên ngoài cho nhẹ file hơn. Các bạn vào Select. Nhấn Deselect hoặc Ctrl D để chúng ta bỏ vùng chọn đi. Tiếp theo chúng ta qua núi tuyết bên này. Kéo đối tượng này. Và cũng thả vào đây. Các bạn nhấn cần chân T di chuyển nó qua đây và chúng ta ghép núi đằng sau. Tôi có thể giữ Shift cho lớn lên và không làm biến dạng đối tượng. Tôi đồng ý với vị trí này, nhấn Enter trên bàn phím. Phần tiếp theo tôi thấy rằng đối tượng chúng ta khó nhìn, vậy chúng ta nên tạo cho nó background đằng sau. Tôi chọn đối tượng này, về công cụ đũa thần, chọn ra vùng ngoài. Sau đó các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift Y để đảo ngược vùng chọn. Để chọn vùng trong. Chúng ta tạo player mới. Các bạn bấm biểu tượng này. Hoặc nhấn Ctrl Shift N trên bàn phím. Và kéo đối tượng này xuống dưới. Tôi chọn cho nó một hộp xám. Ok. Và các bạn dùng công cụ dội sơn này. Hoặc tổ hợp phím Alt Tab Delete trên bàn phím để dội vùng này. Sau đó các bạn nhấn Ctrl D trên bàn phím bỏ chọn. Ở video tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép những đối tượng vật liệu vào mặt đứng này.